Trong kỳ quay số mở thưởng thứ thăng 00947 diễn ra vào ngày 21 tháng 10 năm 2023, giải thưởng cao nhất của Power 6/55 vẫn chưa có chủ nhân may mắn, khiến giá trị của Jackpot 1 tiếp tục được cộng dồn và đã vượt qua mốc 142 tỷ đồng. Chỉ tính riêng trong năm 2023, đây đã là lần thứ hai giải thưởng lớn nhất của Power 6/55 vượt qua con số 100 tỷ đồng. Trước đó, giải thưởng hấp dẫn nhất xổ số Việt Nam đã vượt ngưỡng 250 tỷ đồng vào đầu tháng 8 và đã tìm thấy chủ nhân may mắn ở mốc 257 tỷ đồng. Dự đoán rằng Jackpot 1 của Power 6/55 sẽ cán mốc 150 tỷ đồng trong kỳ quay tiếp theo. Vào cuối tháng 8 năm 2023, một giải thưởng trị giá 257 tỷ đồng, xếp thứ hai trong lịch sử xổ số Việt Nam, đã tìm thấy chủ nhân của mình, ông Đờ H, một doanh nhân tự do đến từ tỉnh Gia Lai. Điều đáng chú ý là ông Đờ H đã mua các số may mắn của mình thông qua ứng dụng Vietlott SMS trên điện thoại di động. Ông không thể tin khi thấy tin nhắn trúng thưởng và đã nhận được giải trị giá hàng trăm tỷ đồng. Trong buổi lễ trao giải, ông Đờ H đã quyết định ủng hộ 3 tỷ đồng cho các hoạt động xã hội, thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội của người chơi Vietlott. Đồng thời, ông cũng đã nộp thuế thu nhập cá nhân tại tỉnh Gia Lai, nơi ông tham gia dự thưởng, với tổng số tiền hơn 25,6 tỷ đồng. Ông Đờ H cùng với các tỷ phú Vietlott khác luôn hỗ trợ các hoạt động xã hội bằng cách ủng hộ một phần tiền thưởng của họ. Kỷ lục giải thưởng 257 tỷ đồng của Vietlott đã khuấy động không chỉ cộng đồng người chơi xổ số mà còn cả nước. Việc mua vé số tại cửa hàng vẫn được nhiều người lựa chọn, nhưng lượng khách hàng mua vé tại điểm bán vé tự chọn Vietlott trên toàn thành phố Hồ Chí Minh ngày một tăng lên, đặc biệt khi giá trị Jackpot 1 vượt qua 100 tỷ đồng. Để tăng cơ hội trúng giải, nhiều người như anh Hoàng Hải, thành phố Hồ Chí Minh đã mua nhiều vé cùng một lúc. Họ cũng thường tìm hiểu kỹ trước khi mua số, không chỉ dựa vào may mắn. Anh Hải đã từng trúng nhiều giải thưởng Vietlott nhưng đều ở mức nhỏ. Anh chia sẻ tiếc nuối khi bỏ lỡ cơ hội trúng giải trị giá hơn 250 tỷ đồng vào tháng 8 và đang kỳ vọng vào tương lai.